Hiện số tang vật đã được đưa về kho của đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra xử lý. Theo báo cáo, thì vào ngày 19 tháng 9, nhận được tin báo của nhân dân, đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Hiện tại thì ở đây thì có những cái bao, thì chỉ có khoảng 2 bao thì đã được tái chế xong, còn lại thì vẫn còn nguyên. Và thật khó. Phạm Thị Thanh Ngọc sinh năm 1987 tại Nghệ An, thường trú tại khu nhà trọ địa chỉ tổ 4 đường DX12, khu phố Hóa Nhật, phường Tân Vĩnh Hiệp, đang tái chế hàng chục ngàn bao cao su đã qua sử dụng. Người phụ nữ này khai nhận trung bình một tháng một lần nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người để về xúc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới và giao hàng gia công cùng với hàng tiếp nhận trong cùng một ngày. Người phụ nữ này cũng khai nhận gia công mỗi kg là 4.000 đồng và giao cho người đàn ông tên là Thắng tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong lời khai ban đầu thì người phụ nữ cũng nói rửa sạch phơi khô các bao cao su đã qua sử dụng khoảng 30 ngày thì người đàn ông tên Thắng đến lấy. Bình Dương phối hợp cùng lực lượng công an địa phương kiểm tra bắt quả